Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn không cần phải mở file PDF hoặc file Word mà các bạn vẫn có thể xem được nội dung của file đó. Ví dụ mình cần có một file giới thiệu. Trong file giới thiệu này mình có rất nhiều các file, bao gồm các file PDF và các file Word. Thông thường khi các bạn muốn xem nội dung của các file thì bạn mới từ file ra để các bạn xem nội dung của từng file. Đôi khi các bạn muốn xem nhanh nội dung của các file này thì bạn sẽ rất mất thời gian để bạn kiểm tra tất cả các file giới thiệu của các bạn. Cách đơn giản nhất để các bạn xem được nội dung của các file Word và file PDF này mà không cần mở file thì bạn làm như sau: các bạn ấn thuộc vào phím Alt P, nhấn xuất hiện một cửa sổ mới ở bên tay phải của các bạn để hiển thị nội dung các file của các bạn. Và bây giờ các bạn chỉ cần kích chuột vào file đó thì ở bên tay phải là bạn đã nhìn nội dung rồi, và các bạn có thể kéo để xem toàn bộ nội dung trong cái file của bạn. Tôi định như file Word, các bạn cũng hoàn toàn có thể xem lại các nội dung của file một cách bình thường. Bạn hoàn toàn xem lại một cách rất nhanh chóng mà các bạn không cần phải mở từng file lên. Các bạn có thể kéo to nhỏ phần khung cửa sổ hiển thị cho công việc các bạn một cách thuận tiện hơn. Ok, video hôm nay của mình là mình ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì bạn like, share và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.